Lan xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Lan sẽ chia sẻ đến cả nhà cái cách làm cánh gà bơ tỏi nha. Món này thì nhà Lan ăn kèm với lại cơm trắng như thế này nè, rất là hao cơm luôn. Bây giờ mình cùng thực hiện với Lan luôn nha. Ở đây mình có sử dụng là 5 cái cánh gà thì tầm khoảng là 600 g. Cánh gà mua về Lan sẽ rửa sạch với lại nước muối pha loãng, sau đó rửa lại với nước giấm cho nó sạch nha cả nhà. Rồi Lan sẽ cắt cái phần cánh gà này ra làm ba như thế này nè. Mình có thể là cắt làm hai cũng được nữa ha. Bây giờ mình cho hết vào trong cái tô á, rồi Lan sẽ ướp một xíu muối vào nha cả nhà. Thì muối ở đây Lan sử dụng tầm khoảng là 2 g thôi. Đó, mình ướp đều như thế này, mình để tầm 15 phút cho cái gà này nó thấm một chút ha. Bây giờ Lan sẽ bầm một ít tỏi nè. Ở đây thì Lan sử dụng là 30 g tỏi, mình bầm cho nó nhuyễn nhuyễn ra nha. Ai muốn ăn tỏi nhiều thì mình có thể tăng lên hoặc giảm nha cả nhà. Rồi, để tạo màu cho cái món ăn của mình thì Lan sử dụng ở đây là ớt ớt sừng nè, ớt này ớt không cay. Ai muốn món ăn cay hơn thì sử dụng ớt hiểm nha. Lan chuẩn bị một cái chảo dầu rồi, khi mà chảo dầu này nó nóng lên á thì bỏ hết cái phần cánh gà vào chiên và mình sẽ chiên ngập dầu ha cả nhà. Lúc đầu thì Lan để cái lửa vừa thôi, mình chiên cho cái cánh gà nó chín á. Rồi sau khi mà mình thấy cánh gà nó vàng đều hết á, thì các bạn nhớ là mình sẽ tăng lửa lớn lên để cho cái dầu bên trong gà này nó rút ra. Rồi mình mới vớt cái phần cánh gà này ra nha. Lúc này thì cánh gà vàng và rất là giòn, thơm luôn. Đó, Lan sẽ vớt hết ra để cho nó ráo dầu nè. Mình chuẩn bị một cái chảo cho một ít dầu vào rồi cho hết cái phần tỏi vào. Lan sẽ xào cho cái phần tỏi này nó vàng, nó thơm lên nha cả nhà. Khi mà mình thấy cái tỏi nó vàng nó thơm, bắt đầu là Lan sẽ cho cái phần gia vị vào. Thì hôm nay ở đây mình sử dụng là 15 g nước mắm nè. Này là nước mắm, sử dụng nước mắm Nam Ngư nha. Rồi bây giờ Lan sẽ cho tiếp là 15 g đường. Mình sử dụng đường cát á. Mình dàn một xíu bột ngọt nè, khoảng 1 g thôi, ai không thích bột ngọt thì khỏi cho vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho tiếp vào trong đây là 15 g tương ớt luôn, để cho nó tạo màu sắc với lại cái độ sánh cho cái sốt của mình á. Và Lan sẽ cho tiếp là 40 g nước lọc. Rồi mình nấu với cái lửa lớn để cho cái sốt này nó sánh lại nha cả nhà. Khi mà mình thấy cái sốt nó sánh sánh rồi thì Lan sẽ cho cái phần ớt vào nè. Có thể sử dụng ớt sừng hoặc là ớt hiểm cay cũng được. Vẫn để lửa lớn nha. Khi mà cái sốt mình nó hơi sệt lại rồi thì Lan sẽ cho vào trong đây là 10 g bơ. Sử dụng bơ Tường An cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần gà vào để mình đảo đều luôn. Và các bạn nhớ là lúc mình làm sốt mình để lửa lớn để cho cái sốt đó nó mau sệt, mau sánh rồi nó bám đều vào trong cái gà như thế này. Đó, mình có thể xóc hoặc là đảo đều á để cho gà của mình nó bám bám thật là đều cái sốt nha. Lúc này á thì cái món này nó rất là thơm luôn rồi nè. Đó, khi mà mình thấy bám đều rồi mình sẽ tắt bếp luôn nha cả nhà. Rồi mình gắp ra dĩa và mình thưởng thức kèm với cơm nè. Đó, nhìn hấp dẫn ghê chưa. Lan chúc cả nhà mình làm thành công những cái món ăn ngon mà Lan đã chia sẻ. Mình có thể làm để đãi tiệc nè, hoặc là làm cho các thành viên trong gia đình mình cùng thưởng thức vào những cái bữa cơm gia đình quây quần bên nhau nha.